Bất ngờ xuất hiện trên VTV, ông Thích Minh Tuệ nói rõ lý do ẩn tu. Những ngày qua, hiện tượng mạng xã hội liên quan đến người được gọi là sư Thích Minh Tuệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng. Điều bất bình thường là từ việc thực hành tín ngưỡng tôn giáo vốn dĩ xuất phát bởi nhu cầu chính đáng và hết sức bình thường của một cá nhân đã bị thổi phồng quá mức trên mạng xã hội. Tiếp đó, sự việc ông Thích Minh Tuệ ẩn tu đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận cùng với đó là rất nhiều thông tin sai lệch, xuyên tạc ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự. Thay vì tôn trọng quyền cá nhân ẩn tu của ông Thích Minh Tuệ, thì nhiều người tiếp tục tìm ông và cả gia đình ông để quay video, chụp ảnh với mục đích câu view, câu like. Trong chương trình thời sự tối ngày 8 tháng 6, VTV đã phát đi bản tin, trong đó ông Thích Minh Tuệ đã xuất hiện và thẳng thắn chia sẻ. Tinh thần, sức khỏe của con vẫn tốt, vẫn đảm bảo để học tập theo lời Phật dạy được không có người dân đông như thế hay việc ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông xã hội thì con vẫn học tập ở ngoài, không có gì thay đổi. Giờ nguyện vọng học tập của mình mà họ ra làm ách tắc, mình đi không được thì nên dừng. Con cũng mong muốn khi mình ra đường, mọi người đừng tập trung như thế để làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ của mình, không học được nữa. Khi họ quay phim kiếm tiền hay có gì đó thì cũng không phù hợp. Cũng theo VTV, gia đình ông Lê Anh Tú tức Thích Minh Tuệ đã có đơn gửi các cơ quan chức năng để phản ánh tình trạng có nhiều người đã lợi dụng hình ảnh của ông để câu like, trục lợi, xuyên tạc sai sự thật, gây ảnh hưởng tới xã hội. Trước đó, vào trưa ngày 3 tháng 6, Ban Tôn giáo Chính phủ Bộ Nội vụ thông tin, ông Lê Anh Tú, tức Thích Minh Tuệ, đã tự nguyện dừng đi bộ khất thực. Theo Ban Tôn giáo Chính phủ, ông Lê Anh Tú, sinh năm 1981, tại xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, đăng ký hộ khẩu thường trú tại xã La Tô, huyện La Zrai, tỉnh Gia Lai, hiện không có địa chỉ cư trú cố định. Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định, ông Lê Anh Tú không phải là tu sĩ Phật giáo. Bản thân ông Lê Anh Tú cũng không nhận mình là tu sĩ Phật giáo, chỉ là công dân tu học theo lời dạy của Đức Phật. Ban tôn giáo chính phủ cho hay, các cơ quan chức năng đã gặp gỡ, trao đổi với ông Lê Anh Tú về việc nhà nước nhất quán chủ trương tôn trọng tự do tín ngưỡng tôn giáo của mọi người chính quyền các địa phương đã luôn quan tâm, tạo điều kiện để ông Lê Anh Tú được đi bộ và hành trì theo ý nguyện. Tuy nhiên, cần phải đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe cho người dân và sự ổn định xã hội. Ông Lê Anh Tú đã nhận thức rõ quyền và nghĩa vụ của công dân, tự nguyện dừng đi bộ khất thực, Ban Tôn giáo Chính phủ thông tin.